chở bạn hôm nay thì Tân ra ngoài vườn tham quan cái vườn tạp này của ông chú, thì Tân phát hiện đây có một cái loài bốm rất là đẹp luôn mọi người. Nó nhìn giống như là cái lá cây gì đó, các bạn nhìn xem nha. Bây giờ Tân sẽ đưa cái camera đây cho các bạn xem nha. Đây, các bạn xem cái này nó, đây là cây cà na. Cà na mọi người, đây là vườn tạp. Ở đây có rất nhiều cái loại côn trùng luôn, côn trùng tự nhiên nó còn vậy, đây nó sống đây mọi người. Đây là môi trường rất là thích hợp để cho những cái loại động vật như là những loại bọ bốm nó sống. Do bây giờ ở quê thì những vườn tạp thế này ta đốn hết rồi đó các bạn. Bây giờ đây sẽ đưa chú cái máy vào đây cho các bạn xem nha. Đây nè các bạn xem, nhìn như y chang như lá cây luôn, còn bọ màu đỏ. Xem nó đẹp, rất là đẹp luôn, như lá cây đó, cái xương sống của nó tẻ tẻ y chang cái lá như cà na luôn rồi. Giống là những loài động vật nó thích nghi môi trường tự nhiên á, nó có thể là biến cái màu cái cơ thể của nó giống như là cái lá cây. Đây các bạn nhìn thấy lá cà na nè, nó có sọc sọc như thế này, có gân gân. Còn vào chú bọ này cũng vậy luôn, cái chuyện nó bậy nó chạy đó. Các bạn xem nè, nhìn sao nó đây. Rồi đỏ rất là dễ thương rồi. Rồi nó sợ nắng nha. Bây giờ nó thì nó những loài bò thì nó sợ nắng. Rồi đỏ. Rất đẹp luôn các bạn. Nó ở ngoài thế giới tự nhiên của mình rất là còn nhiều, rất là nhiều loài côn trùng mình chưa biết đến. Và những nhà khoa học thì người ta cũng, những nhà động vật học thì người ta cũng chưa có thời gian để người ta nghiên cứu hết. Và tùy vùng miền, mỗi một vùng miền là có một loài động vật khác nhau các bạn. À, các bạn xem nè, rất là đẹp luôn. Đó, nó bò lên tay ta kìa. Rất là dễ thương. Nhìn giống như trong phim mà thế giới động vật. Tân thích động vật hoang dã lắm. Đặc biệt cái con này. Thấy nó bò kìa, chứ nó bò lên da đây rồi kìa. Nó bò lên da tao luôn mọi người. Ê, đừng có đụng, để cho nó bò tới đâu. Cái này đây đi con. Nè qua tay này nè. Rồi các bạn xem nè. Ổng thì đó, hôm nay mình con các bạn này thì lần đầu tiên mình thấy luôn. Bò đỏ. Cái này dễ thương mọi người, có hai mắt nó tròn xe kìa, hai gồng râu nó về thòn à, kìa nó đi hai gồng râu nó cắt qua nó lại kìa. Này thấy con cầm à, cầm tay cho nó bỏ lên tay con nha. Giờ Tân sẽ cho chị chuyện của tay giáo Tân. Rất là đẹp mọi người ơi. Thấy sủa gì á? Rồi, rồi. Cho trả về tự nhiên đi. Sao cái cánh nó cứng ngắc à? Cánh nó cứng ngắc như lá cây ha, coi nè. Cái sống lưng của nó nên mọi người đẹp, rất là đẹp luôn. Con bánh sủa gì vậy? Rắn ấy. Xuống rắn này vậy? Để em thử rắn mình coi coi. Thôi con. Nè mọi người, đây là vườn tạp ở đây. Có chim rồi nó kêu nó hót líu lo luôn. Đó là chim, chim rừng luôn. Chim đồng quê. Rồi. Thôi bây giờ mình trả nó về tự nhiên nè mọi người. Trả nó về trên cành cây đi. Cho nó bò trên cây này. Trả về trên cây đi. Đây là mấy bạn su của mình kìa. Bạn cúng mình đi ra đây chơi. Su. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn clip sau với Tân nha. À, cho các bạn xem lần kỹ nè, lần cuối nè. Đó, rất là đẹp luôn.
đó, hẹn gặp lại các bạn ở cái clip sau của Tâm nha. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video về động vật hoang dã và ở đồng cảnh những cảnh đồng quê, sinh vật đồng quê của người dân ở miền Tây với Tâm nha mọi người. Tạm biệt mọi người. Ê, đâu? Có chừng có một dã đó. Đây là cảnh đồng quê này. Đồng quê này mọi người. Đây cây mũ. Đâu? Nó kìa, ở trên lá nó kìa. Lá khô quá chết á. Cho nên các bạn. Nó chào tạm biệt luôn kìa.